chào các bác nhá. Chào các bác. Hôm nay là hai chị này được nghỉ Tết rồi. Đức Bích Bác được nghỉ mười mấy ngày? 14 ngày ạ. Ở Việt Nam thì các bạn nghỉ Tết hẳn một nửa tháng luôn. Được nghỉ 14 ngày Tết nhá. Thì hôm nay trời rất là đẹp trời. Hôm nay cả nhà đều mặc áo cộc cộc tay đây. Trời mát lắm mà kiểu dễ chịu. Thời tiết rất là đẹp. Thì hôm nay là cả nhà sẽ cho em Kitty này đi về quê ngoại, ngắm sông, ngắm nước, rồi ngắm cây cối nhá. Hôm nay cho em trở về mấy cái thiên nhiên mẹ vừa đi. Ê, các bác đi giới thiệu cho các bác mấy loại cây ăn quả ở Việt Nam. Mày ra về với thiên nhiên các thích cái này hay hại gì? Ui, cây chua sai gì? Ui, các bác có biết quả này là quả gì không ạ? Ý, sai chứ các bác ơi. Quả này chỗ này phải được 1 cân đấy. Đây là quả cà chua nhá. Cà chua sai chưa? Ôi, sắp chín rồi. Đẹp thế. Đấy này. Đấy, Kitty xuống đây chơi đi, đi vào vật quả đấy con. Hai chị đi hái hoa rồi, hai chị đi hái hoa chơi rồi. Đi. Hai chị cũng thích đi về mới lại đi về quê đó. Đi về quê rồi hái hoa rồi nghịch đất. Các bác có biết quả gì không ạ? Ở quê nhà em mà gọi là quả hồng xiêm nhá. Em ơi, cây này sai đấy. Đây, mẹ sẽ cho Kitty lên đây chơi. Con trèo lên đây. Đi. Trèo đây. Đi. Trèo lên. Đi. Ấy chơi con, ôi quả nhiều thế. Nhiều quả thế. Đi đi xem mà có tìm được quả nào chín không. Đố cái Kitty tìm được quả chín cho mẹ đấy. Với với. Hai Kitty ạ. À? Đi ơi. Đi lấy chơi đi nhá, chơi ngoan nhá. Đấy, hôm nay được về mấy thiên thiên nhiên, không là trời lại mát rời nữa. Được tuổi mình ra sướng. Ôi, không biết là nào nữa rồi, không biết như này xem là làm trò gì đây. Úi giời, giỏi thế nhỉ, Kitty giỏi quá. Đấy, Kitty bắt đầu quen rồi các bạn. Kitty bắt đầu quen với cây cây cối rồi, mấy hôm trước ra còn giáp, bây giờ tha hồ trèo rồi. Có khả năng là phải 1-2 ngày là phải cho con đi chơi mới được. Tại mẹ bận quá thôi. Mẹ mà không bận thì ngày nào mẹ cũng cho con đi. Đấy, con đi tìm quả xem mà quả nào chín không. Thì đi vẫn cứ kiểu đi tìm quả đấy. Đi tìm quả nhưng mà chắc không ăn được thôi. Bây giờ là có quả chín là Kitty ăn ngay. Quả bị thối này. Quả bị thối. Sâu. Đấy là ngoan quá. Ngoan đấy, xuống. Đi đi, bắt đầu xuống các bạn. Không tìm được quả nào ăn qua. Úi giời ơi, trông giỏi thế. Để xem mà con xuống xem con là chắc kiểu gì cũng đi chạy ra mẹ đấy. Cái đi giỏi thật đấy. Đấy là cái gì cầm đất thì gì à. Ôi, ăn cả đất rồi. Đấy, xuống mà cũng không thèm chạy ra mẹ luôn. Đúng là quen lắm rồi. Thế một ngày mà xuống ở đây là chạy ra mẹ bắt mẹ bế đấy. Đấy. Kitty bắt đầu đi sinh tồn. Đi kiếm đồ ăn đấy. Xem mà có chạy ra mẹ không. Không ăn được đâu con ơi. Không ăn được đâu. Không ăn được đâu. Đi lên á, không kiếm được cái gì ăn à? Con không kiếm được cái gì ăn à? Đi,
đi mẹ con mình xem mà có cây đu đủ hay cây chuối chín không, đi mẹ con mình đi kiếm đồ ăn đi. Thấy cây hoa đào nở đẹp chưa? Đi đi hoa đào. Ôi chị Bi Bông bật vào hoa này, cái đi đi ơi, chị Bi Bông bật hoa này đi tặng em à? À, Tìm theo mới theo chị. mấy Thế là mẹ đi, con đứng đây chơi để mẹ đi kiếm nhá. Ai ơi, con ơi. Mẹ ăn hoa. Đâu? Ý, Kitty ơi, nhiều quả chưa? Nhiều cà chua thế. Đây, mẹ của con mình đi ra đây xem mà có phải đu đủ là chín không nhỉ? Mũi gà kìa, đi xuống chơi với con gà không? Mẹ bác cái nóng gà ấy, gà ăn tết này. Kitty nhìn đấy, ui, ui nhiều hơn con gà chứ, toàn gà to rồi. Kitty ơi, Kitty có xuống chơi không? Đi cứ nhìn thôi này, vì khéo nó lần đầu tiên nhìn con gà. Đi dùng cái này chơi với gà không? À, đi con xuống không? Đây. À, rồi. Nó sợ, sợ các bạn. Đi sợ. Này. Quả cà này các bạn, cà trông đẹp chưa cái tí này, quý quả cà trông đẹp thế, mình thích nhỉ. Ui có cây khế có quả cái tí ơi, có đồ ăn rồi, có đồ ăn rồi, ôi nhưng mà có quả đâu, cái tí hình sáng rồi quả, cái tí đây ra mà để mẹ đi kiếm quả táo cho con ăn nhé. Kitty ơi, cái bắt được quả táo cho con này. Đi. Trơn trơn. Đi đi ơi. Con cầm đi, con cầm đi. Nó làm sợ ngã còn bím ra tay vào cành như này các bác ạ. Con hơi thông minh đấy. Kitty đi ngắm con à, nghe nghe tiếng con gà gáy đấy. Kitty có nổi không? Nghe nổi không? Nhìn đấy, đây là nghe tiếng con gà con gáy. Thế là cứ nghe về hướng đấy thôi, chắc là lần đầu tiên nhìn thấy con gà. Đi ơi. Ăn cả lá rồi. Ăn cả lá khế rồi đây, đây là cây cây khế các bác. Dạ, đây là cây khế nhá. Đúng rồi. Táo cũng vứt đi rồi. Vâng. Con này mới được mấy tháng tuổi ạ?
nghe tiếng gà gáy cứ nghe về phướng hiếu, hướng con gà nó gáy. Đây này, chị Thư ra cho con ăn đây này. Con này là con đực hả? Con đực má. Đấy. Quen. Vâng. Nó ở nhà nó rát lắm má. Vâng, nó ở nhà nó rát lắm, nó không dám trèo trèo đâu. Nhưng mà ban mấy hôm đầu tiên nó cũng rát, nó cũng không dám leo, bây giờ nó mới quen rồi đấy. Nó sợ, cháu bỏ ra là nó cào của cháu, nó không dám xuống. Vâng. Thích nhỉ. Hôm nay trời mát. Mấy hôm trước rét rồi mặc quần áo đó bác mà. Mặc quần áo kín như người luôn ấy. Vâng. Cái hôm trước hôm nay nó bảo bác đã nhìn thấy chưa, bảo bác chưa. Nó đưa 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 gì một hạt thôi mà. Cái này. Kitty ơi. Ủa Kitty nộn à? Kitty nộn à? Kitty nộn đấy. Em tên là Kitty ấy chị Thư ạ. À. Chị Thư nhìn em là có thích không? Hả? À. Thích 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 à? Thích thích quá. Mẹ lên con mẹ thử cổ cốt chặt. Đấy đi tìm mẹ đấy, đi dạy mẹ đi. Đi mẹ. Úi giời. Đấy đi tìm mẹ đi. Cho bé nhá. Thứ bé không? Gì cho bé? Ui, thứ hoa đào đẹp thì bác nhỉ?
Thế, cái hoa đào nhưng mà đặc đặc trưng của à cái tí thích đi thăm cây đào. Ừ, rồi gãy cành của nhà người ta đấy con ạ. Rụng hoa rồi. Ê, cây đu đủ này nhưng mà chẳng có quả chín nữa, cái tí ăn nhỉ. Cả quả mâm tròn. Thư biết là cây này là cây gì không? Biết là cây gì? Cái đu đủ. Đấy, cây đu đủ ở kia cái tí. À, mai Kitty bắt đầu là làm quen rất là nhiều với so với mọi ngày các bạn. Kitty càng ngày càng tiến bộ nhỉ. Ôi trời ơi. Vâng. Kitty càng ngày càng tiến bộ các bạn. Các bác nhá, thấy con ngoan nhá thì nhớ like và đăng ký kênh và động động viên cho con nhỉ. Động viên cho con để con lấy động lực. Ôi trời ơi, đấy. Như này mà đá hết người mẹ nhỉ. Thì thơm lắm Kitty ạ. Thì thơm lắm. Đấy các bác thấy không, dần dần là mẹ con lúc Tết xong là mẹ con rảnh, mẹ cho con ngày nào cho con ra ngoài thiên nhiên luôn. Thật là mẹ con bận quá, đi bán hàng nước quay rửa sao chưa. Ui, quả rửa đẹp thế, ngon đấy. Nước rửa uống rất là tốt đấy các bạn. Hôm nay cảnh đẹp nhỉ. Hôm nay thời này tiếp tục. Tí vẫn thích nhìn con gà. Nhìn con gà lạ. Chưa bao giờ nhìn thấy con gà luôn. Con mèo. Mèo em nhìn thấy rồi. Nhà có mèo mà. Chó. Chó em nhìn thấy rồi trên tivi em hãi đấy. Bên ngoài chứ. Nó nhìn nó bấu với mẹ này. Đấy. Mèo đó con. Mèo. Dính tỏ là anh này vẫn thích trèo. Hai cho nhau cây dừa này không? Hai cây dừa này gần. Nhìn. Anh này vẫn thích trèo nhé. Thích trèo phải không? À, là nghiện nghiện trèo các bác ạ. Đấy. Nói vàng ra thích thích trèo cây. Mới đầu cháu bỏ ra sãi. Vâng. Đấy. À, nhiều bác cũng bảo là sao không làm dây đu ở trong nhà ấy mà lần này em bận quá không có thời gian làm.
Không có thời gian làm thì dạy, em hứa là ra Tết này em sẽ làm cho con nhé. Đấy, các bạn đến nhìn xem đông mịt đây, chắc nhiều nhìn nã. Em mày ngoan lắm đấy. Nhìn các bạn ấy. Nhìn đấy. Hôm nay nhìn thấy đông người. Hôm nay nhìn thấy đông người quá. Hôm nay nhà mình làm gì mà đông người thế? Có xuống không? Hay có muốn đi về chưa? Hay là vẫn muốn chơi các bạn? Hôm nay là nghiện rồi, không muốn về nữa rồi. Có bạn, nó mới đá nó ăn đấy. Thế đi hay là đi, bây giờ đi dạo dạo một tí xem là bông ơi, có gì, cây gì hay hay không? Có con khỉ này. Thì lại quay cho bác xem tiếp. Có con khỉ này. Đây là các anh bé không? Cho bọn gà cho nó có biết bao bóng này. Và thấy thằng nào tóc xoăn vậy? Đấy, gọi đấy, mọi gọi các anh ấy. Bé đi. Đấy anh ấy thích quá. Đấy anh ấy nhìn em. Đấy hôm nay bắt đầu em dạ người rồi. Không sợ như mấy hôm trước ở ở nhà sợ, nó sợ bác. Các bạn nó không có người. Con này đẹp thế. Bán lại cho bác chứ. Bác mua mà giá 1 triệu, 1 triệu bác có mua không? Một triệu. Ôi, 1 triệu hơn trò vậy. Cháu chơi vậy thôi nhỉ. Không bảo em này đâu. Bác cho bác chơi, cho bác ấn hàng. Bác bán hàng ở đây à? Hay là cho vào nhà bà bán hàng chơi đi. Bác mua bè, bác bẻ. Riêng em... Sao mà tao mới thấy chứ, để em mua hàng. Riêng bà mà để em này ở quán nhá. Thì ăn bà chỉ có đỗ vốn thôi. Ô, tao người mua ấy. Thì ra đến mua rồi xem trẻ nó tập trung đây, nó mua đấy không? Ở ui nhà mình nhà bà ấy bán hàng nhiều đồ chưa? Ui Kitty ơi, đúng là sở trường của Kitty rồi. Mày phải cho vào để cho nó có thể ăn. Vâng. Nó có bóng không? Bóng không ạ? Bóng ạ? Thế ạ? Thấy người nhiều quá hãi cái. Ôm đi, bế em đi. Ôm đi. Lạ, không thích nhưng mà lạ đấy. Đi, quả táo ơi con đây. Quả táo nè. Đấy, nhìn, táo đây. Táo đây. Táo đây. Đây. Nhiều quả quá. Ở nhà là vô ngay mà, ý bảo đấy lạ, bảo đấy lạ thôi. Đây. Ôi, về đây bán hàng. Ngay. Người. Bác còn ăn ngay đấy. Bánh hả nào? Bánh nó chỉ ăn hoa quả đấy bác. Ăn hoa quả, quả mới uống sữa. Xin anh Tống làm ở đây mà. Xin à? Anh Tống nào có lúc anh Tống làm. Sao hổ chưa cho ăn. Cái này đi. Thiếu này. Quá là lên tivi. Ngoan ra. Ui ở đấy, nghiện rồi. Ăn lại mè. Nạ. Chứ ở nhà nó vẫn ăn đấy bạn. Đấy, con lấy cái chim lên đây của bác này. Để cho bọn vào. Nhâm nhâm một tí thôi. Nhâm một tí thôi. Rồi ôi, bấu chạy cái này á. Thế đưa về không? Về nhá. Thế đi về đi. Thôi đi về đi. Đi về xem mà có cây nên đu đủ là gì. Được ăn bánh nhiều nhá. Hôm nay cháu lại xuống dưới bà chơi nhá. Hey.
Đói quá rồi. Kitty uống giỏi đấy, sắp hết rồi này. Hết rồi. Ngót này nữa đấy. Hết rồi. Không được nói. Hết rồi. Đi rửa tay đi. No rồi. Nằm lên đây. Lên đây. Ngủ chưa? Áo. Ngoan được. Ngoan được đâu. Mình nhé. Em uống hết sữa rồi, đi. Uống hết rồi mẹ. Ôi trời ơi. Đây các bạn. Con vừa đi chơi về một nhát lại, mà nào một bình sữa đầy không? Đầy. Đấy. Nhưng mà lâu rồi không đủ. Đấy. Thì ai chứ riêng Kitty nhà em thì không thể nào mà thiếu sữa và quả được các bạn. Chỉ thích ăn, chỉ thích uống sữa thôi. Nhỉ. Thế Kitty chào các bác chưa? Hôm nay là nói thật ra là hôm nay là mẹ cũng vui vì con đấy. Vì vui vì cái bạn này, tại vì là hôm nay bạn ấy cũng đã rất là trưởng thành rồi. Lúc đi về mà bạn ấy còn không muốn về nhà luôn, bạn ấy còn muốn đi chợ cây dừa. Nhỉ. Dần dần con sẽ quen thôi. Bây giờ Big Bông Du cho em ngủ xong là mẹ đi làm hàng cho khách nhá. Vâng. Không khách thì ta chờ. Con ở với chị ngoan nhá. Con ở với chị ngoan nhá. Đấy nhá các bác xem video thì nhớ đăng ký kênh và ấn like và thả tim cho bạn nhỏ này nhá. Nhỉ. Để mẹ con lấy thêm động lực để ra nhiều video hơn nữa. Nè, giữ chị đi ngủ đi. À, Du em ngủ đi, không phải hai em ngủ đi nhá. Để mẹ con làm nốt hàng cho khách nhá. Vâng. Trời ơi quá.